Hôm nay gửi các bạn một cái test mâm than đến từ Anh Quốc. Model là Valentry. Đây là một cái dòng của thương hiệu Rega, một cái thương hiệu rất là đẳng cấp, made in Anh Lân nha. Cái mâm này rất là sang trọng. Cái phần ở dưới của nó là một cái vòng kính rất là dày, dày khoảng là 1,2 cm. Trên cái mặt kính nó sẽ có một cái lớp mút để chúng ta để cái dĩa lên nó chống trầy. Cái mâm than này, cái thân máy là bóng piano và cái nắp đậy là bằng mica rất là đẹp. Ở trên cái nắp đậy này thì nó có logo Rega. Con này giá mới đang bán là 30.200.000. Tuy nhiên thì hàng này là hàng xài lướt, mình bán chỉ bằng nửa giá mới thôi, chỉ 15 triệu thôi. Không khác gì hàng mới, mà cái mâm than thì chúng ta cũng biết rồi, nó cũng không có gì là chúng ta ngại mà phải đi mua hàng mới. Chúng ta có thể mua hàng xài lướt như thế này rẻ hơn rất là nhiều. Đây, 30.200.000 giá mới này, đến từ Anh Quốc, xuất xứ cũng là Anh Quốc. Đó, bây giờ thì mình sẽ thử sơ nạc các bạn. Tại vì cái mâm này thì cũng không có gì để chúng ta phải review sâu cả. Size ngang của nó thì khoảng là 45. Tại vì mình để vào cái bộ rè bao này thì mình thấy nó rộng hơn. Bây giờ mình sẽ bấm cho xuống. Nó xài kim là autophone nha. Vì những con sông đã cận hồn thôi. Cái đĩa than của mình này nó hơi bị móc, nó sẽ có những cái tiếng nổi lộp bộp nhỏ nhỏ. Về cùng tôi đứng bên lò này. Để mình đẩy cái nắp này này. Sơ qua vậy nha. Giá con này là, nhắc lại là 15 triệu. Model là Valentry.
là một đánh ba đó, đến từ thương hiệu Rega của Hàn Quốc. Bạn nào có nhu cầu hãy liên hệ mình nha. Thì cái mâm nang này là chúng ta rất là dễ chơi, tại vì điện của nó là điện 230, hàng của châu Âu, made in England. Đây, bây giờ mình mở cái nắp lên cho các bạn coi kỹ lại này. Cái công tắc nguồn là nó nằm ở phần dưới này này. Tắt nguồn, bỏ kim vô trở lại, đó, khóa lại. Đây mình mở cái mâm, các bạn xem cái mâm nó bằng kính cường lực đó, rất là ngầu. Nó có miếng mút này này để lên đó, chúng ta thể để cho nó chống trầy rất là tốt đó. Rồi kết thúc video này tại đây nha. Bên mình có bán USB chết nạc chất lượng cao, cái loại 128 GB sẽ là 800.000, còn cái loại 1.000 GB sẽ là 2.500.000, đều là USB nha. Loại 1.000 GB thì sẽ có thêm nhạc quốc tế, nhạc đi đi nữa. Loại 1.000 GB thì nó chứa được khoảng 15.000 bản nhạc, tương đương với 1.500 cuốn đĩa. Loại 128 GB thì chứa được khoảng là 2.000 bản, tương đương với 200 cuốn đĩa.